Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 433 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước cảnh Trần Chiến bị hạ sát không thương tiếc, Vạn Kính Long tức giận gầm lên: "Thủ tịch Thiên Kiêu, người thật sự muốn khiêu chiến với chính phủ sao?" Vạn Kính Long gầm lên, đôi mắt già nua ngập đầy nước mắt: "Ta đã phi thăng thành thần rồi, lại há có thể để cho các người vũ nhục? Tiên nhân không thể bị sỉ nhục, đạo lý này ngươi không hiểu hay là cố tình không hiểu? Người này đã dám vũ nhục ta, ta lấy đi tính mạng của hắn thì đã làm sao chứ? Trừ khi các ngươi vận dụng vũ khí hạt nhân, nếu không thì không thể giết chết ta được. Bổn tọa cũng có lời muốn nói thật cho các người biết. Nếu như hôm nay bổn tọa nguyện ý thì hai đại binh đoàn của các ngươi có cánh sợ rằng cũng không thể rời khỏi Thánh Sơn đâu. Ta chỉ giết có một Trần Chiến thì có tính là cái gì?" Thủ tịch Thiên Kiêu hừ lạnh nói: "Người nghe đây, Niệm Tình ta cũng là người Trung Quốc. Hôm nay ta sẽ không giết các người. Các người lập tức cút khỏi Thánh Sơn. Ngoài ra, về nói với thượng cấp của các ngươi rằng thủ tịch Thiên Kiêu ta có lời muốn nói với hắn. Bằng không, cho dù có trực tiếp khai chiến thì ta cũng chẳng có gì phải sợ hết." Thủ tịch Thiên Kiêu lạnh lùng quát lên, trong âm thanh tràn ngập bá đạo cùng không thể nghi ngờ. Giờ phút này hắn chính là trời, hắn chính là thần, coi thường thiên hạ, không nhìn bốn phương. Ánh mắt của Vũ Thành Mị tràn đầy hưng phấn cùng ngưỡng mộ, nhìn chằm chằm thủ tịch Thiên Kiêu, tim đập loạn xạ. Đây mới chính là anh hùng trong mắt cô ta. Không nhìn thiên quân vạn mã, không sợ sông núi ngũ nhạc. Vạn Kính Long nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hiện tại, ông ta không thể bốc đồng. Thủ tịch Thiên Kiêu hiện tại đã phi thăng thành công. Sức mạnh mà hắn thể hiện ra bên ngoài, quả thực không phải là thứ mà những vũ khí trong tay đám chiến sĩ này có thể chống đỡ. Cho dù có là đại bác, máy bay thì cũng đều không thể ảnh hưởng tới hắn. Chỉ sợ còn chẳng thể xuyên qua được da thịt của hắn. Bại, bại trận triệt để. Vạn Kính Long thực sự rất muốn chiến đấu. Nhưng ông ta không thể chiến đấu, không thể để những chiến sĩ này hy sinh một cách vô ích. Thần là Tổng Tư lệnh, ông ta tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Ông ta nhất định phải lấy đại cuộc làm trọng, đánh trận phải nắm được đôi ba phần thắng. Nếu như không có chút hy vọng nào, cứ tự mình liều mạng, thì chỉ có thể làm nổi bật lên sự bất tài vô dụng của ông ta thôi. Vạn Soái, Trung Trấn nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Vạn Kính Long. Chỉ cần Vạn Kính Long ra lệnh một tiếng, hắn sẵn sàng dẫn lính xông lên, liều mạng chiến đấu tới cùng. Tuy nhiên, những gì anh ta nhìn thấy lại là khuôn mặt mệt mỏi và bất lực của Vạn Kính Long. Trong đôi mắt già nua, hắn lên nỗi đau cùng sự không cam lòng. Trung soái, xem ra chúng ta phải rút lui. Vạn Kính Long khàn giọng nói, chẳng lẽ Trần soái cứ như vậy mà hy sinh vô ích sao? Chiến sĩ của chúng ta đổ máu cũng vô ích sao? Trung Trấn tức giận gầm lên. Trung soái, cậu phải biết rằng lúc này thủ tịch Thiên Kiêu đã phi thăng thành công. Phía trên nhất định sẽ có ý đồ chiêu mộ hắn. Dù sao thì hắn cũng là người Trung Quốc. Huống chi, nếu đánh nhau, chúng ta sẽ thắng như thế nào đây? Chẳng lẽ cậu còn muốn những người còn lại phải đổ máu, phải hy sinh vô ích sao? Vạn Kính Long thấp giọng nói. Trung Trấn nghe vậy thì toàn thân run rẩy, chấn động dữ dội. Sau đó gầm lên, hung hăng đấm vào tảng đá ở bên cạnh. Tảng đá vỡ tung. Trung Trấn thở hổn hển, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Vạn Kính Long không nói một lời. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm trầm thấp vang lên. Vạn Soái, chúng ta sẽ không bao giờ nhân nhượng. Ngay khi những lời này rơi xuống, Vạn Kính Long đột nhiên run lên, quay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh. Đó là tiếng nói của một chiến sĩ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Vạn Kính Long bằng ánh mắt thấy chết không sờn. Vạn Soái, nếu như hôm nay chúng ta thỏa hiệp, không phải là thỏa hiệp của chúng ta, mà là thỏa hiệp của toàn bộ Trung Quốc. Ta đang chờ huyết khí Nam Nhi thì sợ gì một trận chiến. Cho dù có phải bỏ mạng tại nơi đây, thì cũng nhất định phải cho hắn biết chúng ta tuyệt đối không phải là những người tham sống sợ chết.
Ngay sau khi những lời này rơi xuống, rất nhiều chiến sĩ phẫn nộ cũng đồng loạt lên tiếng. Vạn soái, ta tình nguyện tử chiến cũng tuyệt đối không muốn thỏa hiệp. Chiến sĩ Trung Quốc chúng ta sao có thể e ngại chuyện gì? Bọn hắn đã giết hại đồng bào ta như thế, tàn sát chiến hữu của chúng ta như thế. Làm sao chúng ta có thể thỏa hiệp như vậy chứ? Chẳng lẽ chiến sĩ của Trung Quốc chúng ta đều đã chết cả rồi, không ai dám khiêu chiến với hắn sao? Muốn đánh thì đánh, cùng lắm là hy sinh. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Những kẻ không tuân theo phép tắc của chúng ta làm sao có thể thờ ơ mà bỏ qua cho chúng? Ngài thỏa hiệp với hắn, đồng nghĩa với toàn bộ Trung Quốc thỏa hiệp với hắn. Mà cho dù toàn bộ Trung Quốc thỏa hiệp với hắn, thì tôi cũng sẽ nhất quyết không nhân nhượng đâu. Vạn soái, chiến. Đúng vậy, chúng ta sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng huyết chiến, sẵn sàng tử chiến. Chiến, tử chiến. Các chiến sĩ hăng hái, tinh thần chiến đấu dâng cao. Ngay cả khi đối mặt với tiên nhân, với thánh thần, thì họ cũng không chút nào sợ hãi. Vạn Kình Long ngơ ngác nhìn những người lính phía sau há hốc miệng, không nói được lời nào. Thật lâu sau, hắn hít sâu một hơi, cười khổ nói: "Quốc gia thật may mắn, quốc gia thật may mắn, thật may mắn." Nhưng đối với ông, đây chưa chắc đã là một điều may mắn. Vạn Kình Long, nếu như ông phát lệnh chiến đấu thì chỉ đơn giản là đem những người này đi nộp mạng. Tôi nghĩ đây là một sự hy sinh vô nghĩa. Ông thân là chủ soái vẫn nên cân nhắc mà ngăn cản họ lại đi. Vạn Kính Long im lặng. Chiến binh không sợ chết, không sợ kẻ thù mạnh, họ thà chết chứ không chịu rút lui. Đây là một điều tuyệt vời cho một đất nước. Nhưng trong một trận chiến, lòng dũng cảm không phải là yếu tố tuyệt đối để giành chiến thắng. Không có đủ thực lực, chỉ dựa vào nhiệt huyết thì cũng không thay đổi được cục diện. Vạn Kính Long cụp mắt xuống và suy nghĩ. Những quyết định hiện tại của ông ta sẽ ảnh hưởng đến tam quân chiến sĩ. Ông ta không thể có bất kỳ sơ suất nào, không thể hành động sốc nổi như những chiến sĩ vai không gánh nặng này. Ông ta phải suy xét đến từng chi tiết nhỏ, vì dù sao ông ta cũng là chỉ huy tối cao. Vô số ánh mắt đều tập trung trên người của Vạn Kình Long. Lúc này, hoặc chiến đấu, hoặc rút lui, cũng chỉ là một lời nói của Vạn Kình Long lúc này. Thủ tịch Thiên Kiêu cũng không vội, thờ ơ quan sát, yên lặng chờ đợi. Hiện tại, hắn đã thăng thiên thành công, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Vạn vật trên đời này hết thảy đều không còn là đối thủ của hắn nữa. Hắn là bất khả chiến bại, sao có thể sợ những người này chứ? Vạn Kình Long, tôi tin ông là một người khôn ngoan, ông nên biết chống lại tôi sẽ có hậu quả gì, cho nên hãy cứ ngoan ngoãn mà rút quân đi. Đương nhiên, chút ân oán cũ thì vẫn phải tính toán. Nam Cảnh Quân cùng với Lục Dã Quân đã giết không ít thuộc hạ của Thánh Sơn ta. Còn ta thì cần cho họ một câu trả lời thỏa đáng. Cho nên bất kỳ chiến sĩ nào tham gia giết người của Thánh Sơn ta đều phải ở lại. Thánh Sơn, giao cho cường giả Thánh Sơn xử lý, hiểu không? Thủ tịch Thiên Kiêu từ tốn nói, sau đó phất tay lên, cơ thể của Trần Chiến nặng nề ngã xuống đất. Sau khi cố gắng hít thở vài hơi thì dần suy yếu. Trần Soái, vô số người bi phẫn đến cực điểm, mắt trào huyết lệ, hai tròng mắt của Trung Trấn lúc này như muốn nứt ra, chỉ muốn xông lên giết chết Thủ tịch Thiên Kiêu. Mọi người cũng giật sôi lên, phẫn nộ trừng mắt nhìn Thủ tịch Thiên Kiêu, chỉ muốn xông lên liều chết một trận. Một lũ khốn kiếp, các người còn chưa hết hy vọng sao? Chẳng lẽ còn muốn chủ thượng giết sạch đám sâu kiến các người, đến lúc đó mới biết sợ sao? Vũ Thành Mỹ vô cùng tức giận, trợn mắt trầm giọng nói. Các chiến sĩ cũng không hề nao núng, gắt gao nhìn chằm chằm. Hiện trường lập tức trở nên căng thẳng. Lúc này đám binh sĩ chỉ mong có thể chiến một trận oanh liệt. Bầu không khí càng trở nên sôi trào. Nhưng đúng lúc này, Vạn Kính Long lại giơ tay lên ra hiệu cho mọi người bình tĩnh. Tầm mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Vạn Kình Long. Thế nào, Vạn Kình Long, ta tin rằng ngươi đã suy nghĩ kỹ, dù sao sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn. Thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ nói, trong mắt hiện lên một chút không kiên nhẫn. Hắn ta không muốn nói nhảm cùng với những người này nữa. Nếu Vạn Kình Long không đồng ý đề nghị của hắn ta chỉ có thể động thủ đại khai sát giới. Nếu không phải đây là quân đội chính quy của Trung Quốc, thì sao hắn có thể phí lời nhiều như vậy? Vạn soái, vạn soái.
Mọi người thấp giọng bàn tán, ánh mắt háo hức, dạo dực, Vạn Kính Long vẫn im lặng. Thủ tịch Thiên Kiêu càng ngày càng mất kiên nhẫn, hắn ta hít sâu một hơi, sau đó nhìn chằm chằm vào Vạn Kính Long gật đầu bình tĩnh nói. Vạn Kính Long, ông cứ kéo dài thời gian như vậy thì tôi sẽ mặc định là ông đang từ chối lời đề nghị của tôi. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ hành động theo ý của mình. Vừa nói xong, Thủ tịch Thiên Kiêu lập tức hiển lộ sát tâm, muốn tiến lên đại khai sát giới. Nhưng vào lúc này, Vạn Kính Long đột nhiên mở miệng. Thiên Kiêu, nếu tôi lui binh với thực lực của anh hiện tại, Trung Quốc hẳn là sẽ không bao giờ khiêu chiến với anh nữa. Nói cách khác là chúng tôi không thể lại một lần nữa tấn công anh. Đúng chứ? Vạn Kính Long khàn khàn nói. Sau khi những lời này rơi xuống đất, Thủ tịch Thiên Kiêu cao mày nhìn hắn chằm chằm. Ý của người là sao đây? Tôi phải nói, đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng tôi. Cơ hội cuối cùng để trả thù cho các huynh đệ của chúng tôi đã ngã xuống, cho trần soái của chúng tôi. Chúng tôi làm sao có thể bỏ lỡ chứ? Vạn Kính Long ngẩng đầu lên thấp giọng thì thầm. Cơ hội cuối cùng sao? Vạn Kính Long, người đã nghĩ kỹ chưa? Người phải biết rằng chỉ cần bắt đầu khai chiến thì tất cả các người sẽ không thể rời khỏi Thánh Sơn được nữa. Người chắc chắn rằng người vẫn muốn làm như vậy chứ? Thủ tịch Thiên Kiêu mặt không biểu cảm nói. Cả đời này ta đều rất lý trí, nhưng hôm nay ta không muốn lý trí nữa. Ta có thể rút lui, nhưng điều đó là không cần thiết. Quân đội Trung Quốc không thể để ngươi dễ dàng bước chân ra khỏi Thánh Sơn. Đây là lãnh thổ của Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc không thể nào dễ dàng thỏa hiệp với ngươi khi chưa động đau thương. Vạn Kính Long ngưng trọng nói. Những lời này vừa rơi xuống đất, ánh mắt của toàn thể chiến sĩ lập tức nóng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thủ tịch Thiên Kiêu. Từng người một đều phát động khí kình, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thật sự là không thú vị, dùng nhiều mạng người như vậy để trả giá cho sự bốc đồng sốc nồi của mình. Thật ngu ngốc, nhưng không sao, nếu như ngươi đã lựa chọn như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời, Thủ tịch Thiên Kiêu trực tiếp thôi động khí kình cuồn cuộn tựa như thủy triều tàn ra tứ phía. Tất cả chiến sĩ đều bị khí kình đáng sợ này làm cho kinh hãi. Mỗi người đều có cảm giác trên vai đang có sức nặng ngàn cân đè lên. Nếu như không phải trang bị của mọi người mặc có thể kháng trụ áp lực, chỉ sợ bọn họ đã bị khí kình này ép cho thành thịt vụn. Tấn công! Vạn Kính Long không chút do dự nữa mà lập tức lên tiếng phát động tấn công. Giờ khắc này, hắn nguyện ý dốc toàn lực cho trận chiến này. Cho dù vạn kiếp bất phục, cũng nguyện cam lòng. Giết! Các chiến sĩ đều sẵn sàng vào cuộc. Hàng ngàn viên đạn rồi xuống Thủ tịch Thiên Kiêu như mưa rơi. Đạn pháo cũng từng quả cũng nhằm về hướng Thủ tịch Thiên Kiêu dội xuống. Các máy bay chiến đấu trên không bay tới bay lui, lần lượt thả những quả bom đặc chế xuống bên dưới. Thủ tịch Thiên Kiêu trực tiếp bị hỏa lực mạnh mẽ áp đảo, một ngọn lửa bùng lên giống như hình dáng của thập tự giá. Những ngọn lửa lắc lư theo mọi hướng, xé toạc mặt đất. Chiến sĩ ở hàng đầu nhanh chóng nâng khiên của mình lên để chặn lại ngọn lửa đang phóng tới. Điều này kéo dài trong một phút trước khi ngọn lửa tan biến, nhưng Vạn Kính Long biết rằng lúc này đã không thể dừng lại được nữa. Chỉ với hỏa lực này không thể giết được Thủ tịch Thiên Kiêu. Tiếp tục tấn công, tiếp tục, tiếp tục. Đôi mắt của Vạn Kính Long đỏ hoe, ông dùng hết sức bình sinh mà hét lên. Trùng Trấn sau khi an bài cho trận chiến xuống núi, ứng cứu, lập tức quay lại chỉ đạo tác chiến. Những người lính xả đạn như điên, nhưng muốn trút bỏ toàn bộ đạn pháo, như muốn trả thù cho những đồng đội đã chết, muốn trút bỏ mọi bất mãn và hận thù trong lòng. Vạn Kính Long biết rằng giết một tiên nhân là khó như lên trời vậy. Ông ta chưa bao giờ tiếp xúc với tiên nhân hoặc thậm chí là biết về sự tồn tại của nó. Cho đến hôm nay, ông ta chỉ có thể cố gắng dốc toàn lực với hỏa lực mạnh mẽ. Không nói tới việc có thể giết được Thủ tịch Thiên Kiêu hay không, thậm chí làm hắn bị thương cũng đủ rồi, bởi vì nó có nghĩa là tiên nhân, không phải là bất khả chiến bại. Vạn Kính Long nhìn chằm chằm vào nơi khói bụi, khu vực bị bao phủ bởi mưa bom với ánh mắt khát khao. Nhất định có thể, nhất định có thể. Ông ta thầm cầu nguyện trong bộ dạng căng thẳng, nặng nề. Tuy nhiên, vào lúc này, trong làn mưa bom bão đạn, hai bóng người chập rãi bước ra.
Đó là Vũ Thành Mị cùng thủ tịch Thiên Kiêu. Cái gì? Vạn Kính Long choáng váng, đồng từ của tất cả binh lính cũng co rút lại, không biết bao nhiêu lần, ngón tay bóp cò súng cũng run rẩy, không khỏi nới lỏng ra. Tại sao có thể như vậy chứ? Trung Trấn ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt u mê. Tất cả các đòn tấn công đều không làm thủ tịch Thiên Kiêu bị thương, dù chỉ là nhỏ nhất. Một vòng hoa quang rực rỡ đang bao quanh thủ tịch Thiên Kiêu và Vũ Thành Vị. Hai người nhàn nhã bước ra từ trong đám bụi mờ. Thế nhân ngơ ngác nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt, đầu óc trống rỗng. Toàn bộ hỏa lực đều đánh vào kết giới hoa quang. Nhưng cho dù hỏa lực của mọi người có mạnh mẽ đến đâu, thì cũng không có cách nào có thể xuyên thủng lớp kết giới khí kình do thủ tịch Thiên Kiêu tạo ra. Trung Trấn nuốt khan. Vạn Kính Long thở dài một hơi, cả người như già đi hơn 10 tuổi. Ông ta biết rằng tất cả đều đã kết thúc. Làm sao để đánh bại một kẻ thù không thể bị đánh bại đây? Ta đã nói rồi, đừng làm chuyện vô ích. Vạn Kình Long, ngươi cũng là một lão tướng thiện chiến. Hôm nay, vì cái gọi là nghĩa khí, ngươi không chỉ quét sạch đám quân lính này, mà còn hủy hoại thanh danh cả đời của mình nữa. Có đáng không? Thủ tịch Thiên Kiêu nhàn nhạt nói. Vạn Kính Long hờ hững mà nhìn lại, sau đó ngẩng đầu lên nhẹ nói. Các người cảm thấy trận chiến này có đáng giá không? Đáng giá. Tất cả chiến sĩ gầm lên, thấy chết không sợ. Bây giờ, người đã biết đáp án chưa? Vạn Kính Long nói một cách vô cảm. Tốt, tốt lắm, rất tốt. Nếu đã như vậy, ta cũng sẽ không còn điều gì cần cố kỵ nữa. Thủ tịch Thiên Kiêu mặt không đổi sắc nói. Vậy thì ta bắt đầu thôi. Hơi thở của Vạn Kính Long đột nhiên thắt lại. Ông ta gầm lên. Tấn công, giết. Đám đông dâng trào sát khí dữ dội gầm lên. Nhất thời, tất cả chiến sĩ đồng loạt xung kích lao thẳng về phía thủ tịch Thiên Kiêu. Lỗ bịch. Thủ tịch Thiên Kiêu ánh mắt lộ khinh miệt xem thường bốn phương chiến sĩ. Sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất trong đám người đông nghịt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không bắt giữ được thân ảnh của thủ tịch Thiên Kiêu, chỉ thấy hoa quang chập chờn trong đám đông, rồi máu tươi đổ xuống văng ra khắp nơi. Thân ảnh của chiến sĩ chạm phải hoa quang đều vỡ nát, chỉ trong nháy mắt đã có hơn 100 chiến sĩ hy sinh. Chiến! Vạn Kính Long gầm lên, mặc kệ tất cả, ông ta cũng lao về phía trước. Hắn không có cách nào chấp nhận hiện thực trước mắt, không thể nhìn những người lính gục ngã. Lần này, ông ta muốn là người dẫn đầu. Long Thiên Tử, tiếp chiêu, thần uy hồ quyền. Vạn Kính Long gầm lên, quyền xúc vung ra, bóng hồ to lớn quyết tuyệt lao về phía trước. Mặt đất nhất thời bị nâng lên, quyền phong ngang ngược, đủ để phá núi xẻ đất. Nhưng ngay khi nắm đấm vừa rời khỏi, bàn tay của Vạn Kính Long liền bị thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ nhàng điểm một cái. Tất cả uy năng lập tức vỡ vụn. Cái gì? Sắc mặt của Vạn Kính Long đại biến, nhưng ông ta không hề nản lòng mà tiếp tục lao về phía trước, lập tức dốc lại tinh thần, lao về phía thủ tịch Thiên Kiêu. Chết đi! Ông ta xuất ra toàn bộ khí lực, không để lại chút nào phòng bị. Cú đấm này có thể nói là quyền mạnh nhất trong cả cuộc đời này của Vạn Kính Long. Ta cũng không cầu giết được ngươi, chỉ cần có thể phá vỡ cương thân của ngươi, khiến ngươi chịu chút tổn thương gân cốt. Như vậy cũng đủ rồi. Vạn Kính Long trong lòng thầm nghĩ, nắm đấm đã mang theo vô tận bạo văn hung hăng đánh vào lồng ngực của thủ tịch Thiên Kiêu. Thủ tịch Thiên Kiêu cũng không gấp gáp đỡ đòn tấn công này, cứ để nắm đấm đánh tới như vậy. Trong khoảnh khắc, một làn sóng khí bộc phát ra từ trong nắm đấm của hắn ta. Bốn phía đại địa đều bị vỡ nát, thương khung mây vần tán loạn, nhật nguyệt phảng phất như mất đi ánh sáng. Sao trời cũng trở nên ảm đạm, mơ hồ trong đó dường như nghe thấy tiếng hổ gầm. Lực quyền điên cuồng đánh vào lồng ngực của thủ tịch Thiên Kiêu, cố gắng xé tan lớp hoa quang cương khí. Một vòng, lại một vòng, dốc hết toàn lực. Vì nghĩa chẳng tử nan. Tuy nhiên, dần dần, sức mạnh của nắm đấm cũng dần dần tan biến. Lại nhìn thủ tịch Thiên Kiêu, lồng ngực của hắn còn nguyên vẹn. Ngay cả hoa quang cương khí cũng không hề bị ảnh hưởng. Vạn Kính Long hoàn toàn không nói nên lời. Vạn Kình Long, ông chỉ có chút thực lực đó thôi sao? Thật nực cười, thật đáng thương, cũng thật đáng buồn. Thủ tịch Thiên Kiêu bình tĩnh nói,
Ngay cả hàng phòng ngự cũng khó bị đánh bại. Thật kinh hoàng, thật đáng sợ. Đây là sự khác biệt giữa tiên nhân và người phàm sao? Vạn Kính Long ngập tràn tuyệt vọng, dần dần chết tâm. Ông ta biết rằng lần này đã triệt để thất bại. Tương lai của Trung Quốc cũng sẽ vì thế cuộc hôm nay mà thay đổi. Loại tồn tại này sợ rằng nếu không sử dụng vũ khí hạt nhân thì căn bản không có cách nào đánh bại. Nhưng tốc độ của vũ khí hạt nhân liệu có thể theo kịp tốc độ của hắn không? Đến lúc đó có bắn trúng hắn hay không cũng là vấn đề quan trọng. Hơn nữa, trên địa bàn Trung Quốc làm sao dám sử dụng vũ khí hạt nhân dễ dàng như vậy? Nếu như mang vũ khí hạt nhân ra sử dụng, chẳng phải hy sinh mạng của hàng ngàn người Trung Quốc sẽ bị chôn vùi cùng với thủ tịch Thiên Kiêu sao? Được rồi, Vạn Kình Long, nghỉ ngơi đi. Lúc này, thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ giọng nói, phất tay, vung một trường về phía Vạn Kình Long. Vạn Kình Long thở gấp, vội vàng đưa tay ra ngăn ở trước mặt, định ngăn lại một kích này. Tuy nhiên, khí kình quá mạnh, trực tiếp cắt đứt hai cánh tay của Vạn Kình Long rồi đập thẳng vào ngực của ông ta. Phòng ngự mỏng manh như giấy, Vạn Kình Long nôn ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, toàn thân nhất toát, năng lượng tiêu tán, gân cốt đứt đoạn. Chỉ một kích đã khiến cho một cao thủ như Vạn Kình Long hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Không ai có thể tưởng tượng được thực lực của thủ tịch Thiên Kiêu lúc này mạnh mẽ đến mức nào. Vạn soái, bảo vệ vạn soái. Các chiến sĩ xung quanh đều chạy đến vây quanh Vạn Kình Long. Tránh ra, mau tìm cách thoát khỏi đây, rời đi càng nhanh càng tốt. Vạn Kình Long gầm lên với chút sức lực cuối cùng của mình. Trong lòng ông đã vô cùng hối hận. Đáng lẽ ra, ông ta không nên đánh trận này. Ông ta không ngờ rằng sức mạnh của hai quân đoàn cũng không thể phá vỡ lớp phòng ngự của thủ tịch Thiên Kiêu trước đó. Lúc trước, ông ta nghĩ rằng mọi người đồng tâm hiệp lực sẽ có 10%, thậm chí là 5% cơ hội. Nhưng bây giờ đây nhìn lại, e rằng còn không có nổi 1%. Đây căn bản là một trận chiến không có phần thắng. Tuy nhiên, tiếng hét của Vạn Kính Long lúc này lại chẳng có tác dụng. Các chiến sĩ biến thành bức tường người đứng chắn trước mặt thủ tịch Thiên Kiêu. Giây tiếp theo, thủ tịch Thiên Kiêu xuất ra một đạo khí kình phóng thẳng về phía Vạn Kình Long. Tất cả những tồn tại chạm vào sóng khí đều bị tan thành bột mịn. Chiến sĩ xung quanh đều hy sinh, đến cả xương cốt cũng không còn. Không! Vạn Kình Long gầm lên thảm thiết. Thủ tịch Thiên Kiêu nhìn hắn với vẻ mặt thương hại. Bước chân nhẹ nhàng đi dạo trong sân, dường như đang tận hưởng khoảnh khắc bất khả chiến bại. Ngay sau đó, hắn ta đã đứng trước mặt Vạn Kình Long, từ trên cao nhìn xuống một cách trịnh thượng. Vạn Kính Long nhìn hắn chằm chằm với đôi mắt tràn ngập oán khí. Dường như ngươi vẫn còn chưa phục. Thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ giọng hỏi. Lão Phu cả đời chinh chiến nhưng chưa từng phục ai. Vạn Kính Long gầm lên. Không sao, ta sẽ đào mắt của ông ra để xem liệu ông còn có thể nhìn ta như thế hay không. Thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ nói, sau đó giơ tay lên. Trên đầu ngón tay phảng phất có một tia năng lượng chuẩn bị bắt đầu. Nhưng tại đúng thời điểm này, một bóng người nhanh chóng vụt tới, một kiếm chém vào thủ tịch Thiên Kiêu. Là Trung Trấn. Mọi người vui mừng. Giây tiếp theo, thanh kiếm sắc bén thực sự đã bị gãy nát. Sự phấn khởi và vui mừng trên gương mặt của mọi người bỗng chốc biến mất không dấu vết. Làm sao có thể? Trung Trấn trợn tròn mắt. Thủ tịch Thiên Kiêu hơi nghiêng người. Trung Trấn phải rút lui ngay lập tức. Nhưng thủ tịch Thiên Kiêu đột nhiên vắt ngang tay. Trung Trấn bất giác tiến về phía trước, như thể bị thứ gì đó hấp thụ. Cổ bị thủ tịch Thiên Kiêu nắm chặt trong lòng bàn tay. Dừng tay! Vạn Kình Long cố gắng gượng dậy, cố gắng giải cứu Trung Trấn. Nhưng vào lúc này, ông ta thậm chí còn không thể đứng vững. Vạn soái, ta đi trước. Trung Trấn khó khăn hét lên. Cổ của Trung Trấn đột nhiên bị bẻ gãy, tứ chi rủ xuống tắt thở tại chỗ. Trong đôi mắt của Vạn Kính Long tràn ngập nước mắt, hẳn lên từ máu, hàm răng nghiến chặt nỗi uất hận ngập trời. Tuy nhiên, lúc này, đối mặt với một tồn tại chí cao vô thượng như Thủ tịch Thiên Kiêu, thì oán hận ngập trời cũng đều vô ích. Thủ tịch Thiên Kiêu thả Trung Trấn ra, lãnh đạm nhìn hắn. Bốn phía, chiến sĩ tiếp tục tấn công Thủ tịch Thiên Kiêu, nhưng lại không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho hắn. Hắn đã hoàn toàn phớt lờ tất cả mọi người ở đây,
Hiện tại hắn đã phi thăng thành thần, hắn là tiên nhân. Hận sao? Oán sao? Điều này chính do ngươi tự tìm đến. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, nhưng ngươi vẫn cố chấp không ngừng lại. Tất cả những người có mặt tại đây trên thực tế là do ngươi hại chết. Vạn Kình Long, chỉ vì cái gọi là nghĩa khí cùng với tính cách bốc đồng của ngươi đã tạo ra kết cục như vậy. Nếu như có muốn trách thì cũng chỉ có thể trách chính bản thân mình thôi. Thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ giọng nói, ta sẽ tạ tội với các huynh đệ, nhưng trước đó ta phải nói cho người biết, Trung Quốc này sẽ không vì vậy mà khuất phục, vạn dân Trung Quốc sẽ như ta, cho dù thực lực của ngươi có mạnh đến đâu đi chăng nữa, thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ cúi đầu. Nếu kẻ nào không cúi đầu, thì ta sẽ giết kẻ đó. Nếu chúng không thuần phục, ta sẽ đại khai sát giới. Sau khi nắm giữ vũ lực tuyệt đối, ngươi cảm thấy trên thế gian này còn có điều gì mà không như ý ta nữa sao? Được rồi, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn lên đường đi. Thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó nhấc chân dẫm lên người của Vạn Kình Long. Một cước này đủ để khiến cho Thánh Sơn vỡ thành hai nửa. Nhưng đúng vào thời khắc quan trọng này, Chủ thượng, Vũ Thành Mỹ phía sau đột nhiên kêu lên một tiếng. Sao vậy? Thủ tịch Thiên Kiêu cao mày quay đầu nói, có chuyện gì sao? Chỉ thấy Vũ Thành Mỹ thẫn thờ nhìn lên võ trường, vẻ mặt thất thần ngưng trọng. Thủ tịch Thiên Kiêu cảm thấy có điểm không đúng, cũng nhìn theo hướng Vũ Thành Mỹ lên võ trường. Chỉ liếc mắt một cái, toàn thân hắn đã lập tức ngây ngốc. Phía trên võ đài xuất hiện hai cột mây cực lớn, mây vần bên trong võ trường, phong cảnh vô cùng kỳ ảo. Đồng thời rất nhiều hoa quan không ngừng nở rộ bên trong võ trường. Hoa quan này còn mạnh mẽ hơn hoa quan lúc trước do Thủ tịch Thiên Kiêu phát ra. Đây là... Sắc mặt của Thủ tịch Thiên Kiêu đại biến, dường như hắn đã nhận ra điều gì đó. Chủ thượng, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Vũ Thành Mỹ lo lắng hỏi. Tuy nhiên, Thủ tịch Thiên Kiêu không có trả lời, ngược lại quay đầu lao thẳng về phía võ trường. Ngay khi hắn chuẩn bị xông vào võ trường, một kết giới hoa quang thật bí đã chặn hắn lại. Toàn bộ kết giới hoa quang bao quanh võ đài như muốn cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài vậy. Chủ thượng, đây là cái gì vậy? Vũ Thành Mỹ kinh ngạc nhìn hoa quang nở rộ, tim đập loạn xạ. Còn người xâm nhập vào võ trường đang dùng linh khí trong võ trường để phi thăng. Thủ tịch Thiên Kiêu gầm thét. Cái gì? Vũ Thành Mỹ choáng váng. Chẳng trách, khi ta đang tu luyện, ta cảm thấy thiên địa linh vật trong võ trường mỏng hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Hóa ra là có người ẩn nấp trong võ trường, cướp đoạt mất năng lượng của ta. Chết tiệt! Thủ tịch Thiên Kiêu gầm lên, mặc kệ chiến sĩ sau lưng, lập tức như phát điên mà hướng về phía võ trường, không ngừng công kích. Vạn Kình Long nghe thấy tiếng động, hai mắt sáng lên, cũng vội vàng hét lớn. Ngăn cản hắn, nhanh lên, ngăn cản hắn lại. Quân lính nghe lệnh lập tức xông lên ngăn lại Thủ tịch Thiên Kiêu. Vũ Thành Mỹ cũng cắn răng chạy tới chặn những chiến sĩ này lại. Tuy nhiên, chỉ dựa vào một mình cô ta thì có thể ngăn được bao nhiêu người? Dòng người xúm lại và lao về phía Vũ Thành Mỹ. Vũ Thành Mỹ nghiến răng nghiến lợi phản kháng, nhưng trước đó cô ta đã bị thương rồi, làm sao có thể đối phó với nhiều người như vậy? Chẳng mấy chốc đã bị đánh bại. Những người còn lại lao về phía Thủ tịch Thiên Kiêu. Thủ tịch Thiên Kiêu còn đang liều mạng công kích, lại bị đám người này quấy nhiễu, càng thêm khó chịu. Đám sâu kiến các người đã muốn chết như vậy, vậy thì ta thành toàn cho các người. Thủ tịch Thiên Kiêu gầm lên, toàn thân chấn động kịch liệt, hóa thành một vòng gợn sóng, từ trong cơ thể phun ra, đánh ra tứ phía. Tất cả những chiến sĩ tới gần hắn ta đều bị khí thế đáng sợ này tấn công đến chết, sau đó trực tiếp thổi bay ra ngoài. Không ai có cơ hội sống sót, căn bản là không thể lại gần. Dùng hỏa lực tấn công từ xa, quanh sát. Vạn Kính Long lúc này đã được đỡ dậy, ôm ngực vội nói. Đám đông bắt đầu trấn áp Thủ tịch Thiên Kiêu. Thủ tịch Thiên Kiêu lửa giận ngập trời. Nơi phi thăng này vốn là độc quyền của hắn, nhưng lại bị trộm dùng, hắn rất tức giận. Hiện tại hắn muốn trở lại võ trường, nhưng không được, lại bị lũ kiến hôi này quấy nhiễu, làm sao có thể thống khoái. Tốt, rất tốt. Vạn Kình Long, ta giết người trước. Trước mắt ta sẽ tàn sát lục giã quân và nam cảnh quân của người. Sau đó sẽ từ từ xử lý tạng nhân bên trong. Là người muốn chết như vậy thì hãy tan thành mây khói đi.
Sau đó, Thủ tịch Thiên Kiêu gầm lên một tiếng, cả người đột nhiên bộc phát ra khí tức như núi lửa phun trào, hệt như một chiến thần vậy. Hắn trực tiếp cách không mà đấm vào chiến sĩ cách đó không xa. Một cột lửa vững chắc phun ra từ nắm đấm của hắn, ngay lập tức xuyên qua đám đông, khiến cho thây ngang khắp đồng, sinh linh đổ thán. Một quyền đánh xuống, ít nhất cũng có vài trăm người chết đi. Đôi mắt của Vạn Kính Long lúc này như muốn tách ra, nhưng Thủ tịch Thiên Kiêu làm sao có thể dừng lại. Hắn đã bị chọc giận một cách triệt để. Tiên nhân nổi giận, phàm phu tục tử các ngươi làm sao có thể chịu đựng được. Vũ Thành Mị nhìn lên và lẩm bẩm. Chỉ thấy Thủ tịch Thiên Kiêu thả người nhảy vọt lên trời cao, vùng tay chém ngang trời, một bóng đao hình bán nguyệt trải dài mấy thước như muốn chém đứt hư không bay về phía trước. Một bóng chiếc trực thăng vọt tới, không kịp chuẩn bị đã bị bóng đao hình bán nguyệt kia cắt đứt làm hai, nổ tung tại chỗ, tia lửa văng ra tung tóe khắp nơi. Chấn sơn! Thủ tịch Thiên Kiêu lại gầm lên rồi lao xuống hung hăng đè xuống mặt đất. Trong phút chốc, ngọn núi như rung chuyển, thánh sơn chấn động, sóng chấn động từ trên đỉnh thánh sơn chuyển ra tứ phía. Hàng vạn chiến sĩ bị rung chuyển, những người ở gần tâm của sóng xung kích, thậm chí không chịu nổi áp lực mà chết ngay tại chỗ. Đây quả thực là rời núi lấp biển. Vạn Kính Long đang được mấy phó tướng che chở, lúc này vẫn đang bình an vô sự, nhưng nhóm phó tướng trước mặt lại không ngừng nôn ra máu tươi, toàn thân chật vật vô cùng. Ông ta mở to đôi mắt già nua, nhìn về phía Thủ tịch Thiên Kiêu với một cảm giác tuyệt vọng. Thủ đoạn như vậy, quả thực có thể xưng thần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không được mấy chiêu nữa, quân đoàn Nam Cảnh, quân đoàn Lục Dã đều sẽ bỏ mạng ở đây. Vạn soái, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một phó tướng căng thẳng, lau vết máu nơi khóe miệng thấp giọng hỏi. Vạn Kính Long không nói. Trên thực tế, ông ta cũng không biết nên làm gì cho phải. Ông ta quay đầu nhìn về phía võ trường. Ông ta không biết người trong võ trường là ai, cũng như tình hình hiện tại của ông ta ra sao. Và ông ta thậm chí không biết liệu bên kia có nguyện ý giúp đỡ mình hay không. Hy vọng là quá mong manh. Người ta vẫn nói trời không tuyệt đường người. Nhưng hôm nay, Lục Dã quân và Nam Cảnh quân thực sự đã đi vào ngõ cụt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 433 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say và phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.